già phải sợ trẻ. Câu này tôi học được một người Hoa. Có một người Hoa dạy tôi. Ngày xưa tôi hay đi uống cà phê với mấy ông già Hoa Kiều ở khu vực cái sân vận động Thống Nhất bây giờ đấy. Nó có mấy cái quán cà phê ở đường Ngô Quyền. Buổi sáng tôi hay ra uống cà phê với mấy ông già người Hoa ở đường Ngô Quyền đấy. Thì tôi khen ông ấy giỏi. Thì ông già ông bảo với tôi là sóng sau xô sóng trước. Tôi khen là các chú giỏi quá, đời các con làm sao mà làm được. Thì ông già ông nói là một xã hội tốt thì sóng sau xô sóng trước. Thế hệ của các em sẽ giỏi hơn, thông minh hơn. Và cái thế hệ của các em sẽ làm tốt hơn thế hệ của chúng tôi. Đó mới là một xã hội tốt. Cho nên một cái đạo lý trên thương trường, nếu như ông 50 tuổi mà ông vẫn còn trên thương trường, kiểu gì bọn trẻ nó đánh gục ông, đúng không? 50 tuổi mà ông còn ở trên thương trường, sớm muộn thì tôi đố ông tìm thấy một ông nào quá 50 tuổi điều hành trên thương trường mà không bị bọn trẻ đánh gục. Suốt đời là như vậy, quy luật của xã hội là như vậy, mọi cây cổ thụ đều phải đổ xuống. Cho nên 50 tuổi trở đi là phải tìm cách để mà về. Bởi vì nếu không làm được như thế, cái cây to kiểu gì cũng mục gốc.